Mẫu đồng hồ Rolex Datus 278384 RPR mặc số khảm trai là một thiết kế được Rolex trau chuốt cực kỳ tỉ mỉ. Với chiếc Datus này, thương hiệu với logo vương miện đã kết hợp cả đá quý và phương pháp khảm trai tự nhiên trên mặt số. Rolex sở hữu cả một xưởng đúc riêng, vậy nên họ có thể tự chế tác các loại hợp kim cho riêng mình. Chất liệu thép 904L được sử dụng trên mẫu đồng hồ này cũng vậy. Khác với thép 316L phổ thông, thép 904L có độ cứng vượt trội hơn và đem đến khả năng chống xước hoàn hảo. Trên vành bezel bằng vàng trắng, Rolex đã đính thêm 46 viên kim cương tự nhiên bằng phương pháp cắt Brilliant Cut. Những viên đá quý trở nên lấp lánh hơn, làm cho chiếc đồng hồ trở nên thật sự nổi bật. Kể từ khi ra mắt, dòng Datus đã gắn liền với dây Jubilee, thiết kế dây với 5 mắt nói nhỏ, đem tới sự linh hoạt mềm mại với cổ tay người dùng. Trong dòng Datus, phiên bản mặt khảm trai luôn là phiên bản có mức giá cao nhất. Mỗi một chiếc mặt số khảm trai sẽ có những đường vân khác nhau, không chiếc nào giống chiếc nào. Kết hợp với mặt số khảm trai là những chi tiết bằng vàng trắng, có khả năng chống oxy hóa, không bị xỉn màu. Chiếc Datus gắn liền với ô cửa sổ lịch ngày, với khả năng nhảy ngay lập tức ở thời khắc nửa đêm. Cơ chế này là một bước đột phá lớn tạo nên thành công vang dội cho cả thương hiệu và bộ sưu tập Datus. Chiếc Rolex Datus size 31 với số hiệu là 278384 RPR. Rolex sử dụng bộ máy Calibre 2236. Bộ máy tự động này hoạt động với tần số 28.800 VPS, có thời lượng COD 55 giờ, đạt tiêu chuẩn nhất với chất lượng Superlative Chronometer cao cấp. Với tiêu chuẩn này, size số của chiếc đồng hồ được đảm bảo dưới mức 2 giây mỗi ngày. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.